Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết luyện tập thứ nhất của chủ đề Oxide. Thầy sẽ hướng dẫn các bạn kỹ năng viết phương trình hóa học và kỹ năng nhận biết chất. Những kỹ năng cần có để làm bài tập phần này là biết cách viết công thức hóa học. Khi viết công thức hóa học, các em chú ý là đơn giản hóa trị rồi đưa chéo xuống. Viết hóa trị trên đầu nguyên tố và nhóm nguyên tử. Đơn giản rồi đưa chéo xuống. Kỹ năng thứ hai là phân loại chất. Kỹ năng thứ ba là nắm được các bước để viết phương trình hóa học và nhớ các nội dung trong một phương trình hóa học. Cụ thể, khi viết công thức, ví dụ công thức của Ca và nhóm SO4, chúng ta thấy Ca hóa trị 2, viết 25 mã lên trên, nhóm SO4 hóa trị 2, viết 25 mã lên trên đầu nhóm SO4. 2 với 2 đơn giản được, nên chúng ta không đưa xuống. Tên công thức của Ca và nhóm SO4 sẽ là CaSO4. Với Ba và nhóm NO3, thì nhìn vô bảng tính tan, chúng ta thấy Ba hóa trị 2, NO3 hóa trị 1. 2 và 1 chúng ta không đơn giản được, nên chúng ta đưa chéo xuống. Số 1 dưới chân Ba không viết, số 2 đưa xuống. Vì nó là nhóm nên các em sẽ đặt dấu ngoặc đơn cho cả nhóm, rồi mới đưa chéo xuống bên ngoài dấu ngoặc đơn đó. Thành công thức BaNO3 2 lần. Các loại chất là oxide, base, acid và muối. Trong oxide là chia thành basic oxide và acidic oxide. Phần này các em xem lại bài hóa học ở lớp 8 nhé. Có 3 bước viết phương trình hóa học. Tiết trước thầy đã hướng dẫn rồi, xem lại. Và chú ý, khi viết phương trình hóa học thì phải có công thức hóa học. Đây là phần quan trọng nhất vì công thức hóa học biểu diễn cho chất. Nếu mà chất sai thì phương trình hóa học sẽ bị tính sai. Toàn bộ cái phương trình hóa học các em viết sẽ bị tính là sai và không có điểm. Sau khi viết xong nhớ cân bằng và cuối cùng là ghi điều kiện của phản ứng đó nếu phản ứng nó có điều kiện. Những kiến thức các em còn nắm vững là các nguyên tắc phản ứng. Phần này các em phải học. Và có một cách dễ nhớ là cứ hợp chất có tính base tác dụng với tính acid, nó sẽ tạo muối. Riêng đối với acidic oxide, AO, thì base hoặc là basic oxide đó nó phải tan phản mới xảy ra. Nhớ nhé, với AO, acidic oxide, thì phải là base tan hoặc basic oxide tan phản ứng mới có thể tạo ra muối. Và phần thứ hai là sự chuyển đổi từ acidic oxide thành gốc acid. Các em nắm phần này thì mới có thể viết được công thức hóa học của sản phẩm. Ví dụ bên trái mà cho N2O5 thì khi phản ứng xảy ra nó sẽ chuyển thành gốc NO3. Làm sao mình biết? Mình quan sát các nguyên tố trong acidic oxide. N2O5 có nguyên tố N và nguyên tố O, thì gốc acid bắt buộc nó cũng phải có hai nguyên tố đó, đó chính là gốc NO3. Các em thấy dễ không? Quan sát các nguyên tố để tìm gốc acid tương ứng. SO2 thì nó sẽ tăng một O nó thành SO3, SO3 tăng O thành SO4, chỉ có hai cái này các bạn nhớ chú ý. Còn ba cái gốc tiếp theo các em quan sát các nguyên tố các em sẽ biết gốc acid tạo thành. Thầy nói như vậy có hiểu không? Ví dụ nữa nè, P2O5. Nhìn vô acidic oxide mình thấy chỉ có P với O. Vậy nó sẽ chuyển thành gốc acid cũng chỉ có P với O. Đó chính là gốc PO4 hóa trị 3. Cụ thể vô một ví dụ, hoàn thành các phản ứng sau. Ví dụ này là trong bài trước, bài oxide, thầy đã cho các bạn về nhà làm á. Bây giờ thầy hướng dẫn các bạn. Phản ứng thứ nhất và phản ứng thứ hai, SO2 là acidic oxide, P2O5 cũng acidic oxide. Tác dụng với nước, vậy nó sẽ cùng một kiểu sản phẩm là tạo thành acid. Mà acid thì phải viết H đứng đầu. Phản ứng 3 và 4, SO2 là acidic oxide, cao H là base, N2O5 là
oxide, BaHCl cũng là base. Giờ mình tìm nguyên tắc phản ứng. Acidic oxide tác dụng với base sẽ tạo ra muối và nước. Viết công thức của nước lên. Rồi một lát mình sẽ tìm công thức của muối đây. Cân bằng và hoàn thành phương trình. Phản ứng 5-6, tiến hành phân loại trước. ClO là basic oxide. SO3 là acidic oxide. SO2 là acidic oxide. ClO là basic oxide. Như vậy, 5 với 6 cũng cùng một nguyên tắc phản ứng. Nó chỉ tạo muối, không có nước nha. Rồi cụ thể, phản thứ nhất. Giờ acid này sẽ viết như thế nào? Viết H đầu. Giờ SO2 nó sẽ chuyển thành gốc nào? SO2 nó sẽ chuyển thành gốc SO3. Và chúng ta gắn cái đầu H này vô. H này hóa trị 1. Trong bảng tính tan có thể hiện hóa trị. Các em ghép với đầu H. Xin lỗi, lấy H hóa trị 1 ghép với cái gốc SO3 hóa trị 2. Thì lúc này công thức axit tạo thành nó sẽ là H2SO3. Tương tự như vậy các em sẽ luyện phản ứng thứ hai. Giờ phản ứng thứ ba. Muối này làm sao giết? Muối này sẽ do kim loại trong base là K ghép với gốc SO2. Mà nãy mình biết SO2 nó sẽ tạo thành gốc SO3 hóa trị 2. Vậy công thức của muối sẽ là K2SO3. Bởi vì K hóa trị 1, SO3 hóa trị 2 chúng ta đưa chéo xuống. Sau đó đếm cân bằng. Bên trái 1K, bên phải 2K. Vậy thêm số 2 vô trước cao H. Rồi đếm tới S, 1S, 1S. Đếm tới H, 2H. Bên đây 2H, đếm O, 2O. 2 x 1 là 2, 2 thêm 2 là 4. Bên đây 3O cộng 1O là 4O, vậy phản ứng đã bằng. Phản thứ tư tương tự như vậy, các em sẽ viết tập luyện với phương trình nhé. Sang phản ứng 5, muối này sẽ lấy kim loại Ca ghép với gốc acid của SO3. Gốc acid của SO3 là SO4. Ca hóa trị 2, SO4 hóa trị 2, đơn giản mất. Chúng ta không cần đưa xuống nữa. Công thức của muối là CaSO4. Đếm cân bằng, phản ứng đã bằng 1Ca, 1Ca, 1S, 1S, bên trái 1O cộng 3O là 4O, bên phải 4O bằng. Rồi phản ứng 6 các bạn sẽ tự luyện nhé. Thầy có cho các bạn bài tập 1, cái dạng giống như lúc nãy, cũng phân loại, tìm nguyên tắc, để xem nó là loại chất gì tạo thành, rồi viết và cân bằng. Bài 2 cũng giống ý như vậy. Thầy lưu ý các em phản ứng cái chất gì tác dụng với HCl tạo FeCl3. Trường hợp này là Fe hóa trị 3 nha. Cho nên bên đây vẫn phải là Fe hóa trị 3. Phản ứng Fe2O3 cộng H2SO4 cũng thế. Fe ở đây cũng hóa trị 3. Như vậy khi chuyển qua bên phải vẫn phải lấy Fe hóa trị 3. Các em chú ý hóa trị khi viết công thức hóa học cho đúng. Một trong những vấn đề của hóa học là nhận biết. Đối với oxide thì nó có hai kiểu nhận biết, là nhận biết các oxide rắn và các oxide khí. Đối với các oxide ở trạng thái rắn thì các em vẫn phân loại nó xem nó thuộc loại oxide nào. Basic oxide tan, basic oxide không tan. Làm sao biết nó tan? Nhìn vô cái bảng tính tan á, base của nó tan là basic oxide của nó sẽ tan. Acidic oxide tan và acidic oxide không tan. Ở trong chương trình hóa 89, mình chỉ có gặp SiO2 là acidic oxide không tan thôi. Dựa vào tính chất hóa học, mình biết basic oxide tan khi cho nước vào nó sẽ chuyển thành base. Mà base thì sẽ làm giấy quỳ hóa màu xanh. Và acidic oxide tan khi cho vô nước nó sẽ chuyển thành acid. Dung dịch acid sẽ làm giấy quỳ chuyển thành màu đỏ. Như vậy chúng ta sẽ kết hợp hai hóa chất đó là nước và giấy quỳ tím để dùng giấy quỳ tím ẩm nhận biết các oxide rắn. Cụ thể các em sẽ làm như sau. Các em lấy mẫu dùng giấy quỳ tím ẩm để thử các oxide cần nhận biết, dựa vào các hiện tượng xảy ra để kết luận. Quỳ tím ẩm mà hóa đỏ thì mình có thể kết luận được đó chính là acidic oxide tan.
Còn quỳ tiểm bẩm hóa xanh là basic oxide tan. Quỳ tiểm bẩm không có đổi màu, nó sẽ là các basic oxide không tan hay acidic oxide không tan. Và viết phương trình phản ứng xảy ra giữa các oxide đối với nước để hoàn thành bài. Lưu ý là chỉ áp dụng để nhận biết các oxide nha. Tức là các em phải phân loại các chất trong đề cho trước, nếu cái nhóm đó là oxide hết. Ở trạng thái rắn thì các bạn sẽ làm kiểu này. Giờ thầy sẽ cho một bài mẫu. Đó là bài tập số 5, kỳ trước về nhà làm á. Nhìn vô CaO, đây là basic oxide, làm sao biết? Tại Cn nó là kim loại. Các basic oxide là các oxide của kim loại. PaO5 là acidic oxide tan. Tại vì PaO5 nó có cái gốc PO4 trong gốc acid. Gốc acid. Em nhìn cái cột bên trái của bảng tính tan đó. Vậy mình sẽ làm sao? Lấy mẫu, cho giấy quỳ tiểm ẩm vào các mẫu. Mẫu làm quỳ tiểm ẩm hóa đỏ là PaO5. Tại vì PaO5 nó vô nước, nó thành acid H3PO4. Chính cái acid này nó mới làm cho quỳ tiểm hóa màu đỏ. Mẫu làm quỳ tiểm ẩm hóa xanh, mình có thể kết luận đó chính là CaO. Bởi vì CO nó vô nước, nó thành base CaOH 2 lần. Cái base tan dung dịch này nó mới làm quỳ tiểm hóa màu xanh. Các em nắm được bài không? Rồi về nhà, các em làm thêm bài số này, bài số 1. Với các oxide ở trạng thái khí, thì chúng ta hay gặp là CO2 và SO2. Nếu đề bài phân biệt hai oxide này thì phải nhận biết SO2 trước bằng dung dịch nước brome màu da cam. Khi cho dung dịch nước brome vào thì brome nó sẽ bị mất màu da cam do nó có phản ứng này xảy ra. SO2 tác dụng với Br2 và với nước sẽ tạo HBr và H2SO4. Những sản phẩm này không có màu, trong khi nước brome nó màu da cam. Sau đó chúng ta sẽ nhận biết tiếp CO2 bằng dung dịch nước bôi trong dư. Sẽ thấy nước bôi trong bị trắng đục do có phản ứng CO2 tác dụng CaOH 2 lần tạo CaCO3 kết tủa trắng và nước. Các em chú ý là phải nhận SO2 trước. Bởi vì cả CO2 và SO2 đều làm cho nước vôi bị trắng đục do tạo kết tủa trắng. Nhưng mà CO2 thì nó không có làm cho dung dịch nước brome bị mất màu da cam. Cụ thể, đây là bài thầy cho thêm để các bạn làm. Nhận biết ba chất khí không màu, CO2, SO2 và O2. Đây có khí SO2, acidic oxide này nhận biết trước bằng cách cho dung dịch nước brome vào các mẫu. Mẫu làm mất màu dung dịch nước brome đó chính là SO2, vậy còn lại CO2 và O2. Tiếp tục cho dung dịch nước vôi trong vào các mẫu còn lại nước vôi hóa đục thì kết luận đó chính là khí CO2, tại nó có cái phản ứng này xảy ra nè. Vậy là biết SO2 rồi, biết CO2 rồi, biết hai này rồi, vậy chất còn lại đó chính là O2. Thầy lưu ý một tí, các em dùng cái từ còn lại khi nào mà mình cho các chất thử vào, các thuốc thử vào mà mình thấy không có hiện tượng xảy ra thì mình mới được kết luận còn lại. Còn nếu có hiện tượng xảy ra thì các bạn phải nêu cái hiện tượng đó ra. Vậy cơ bản vẫn là phải nắm cách biết phương trình phản ứng. Khi cho thuốc thử vào các chất cần nhận biết thì phải xét phản ứng của thuốc thử với các chất cần nhận biết đó nha. Rồi về nhà các em sẽ làm các bài tập một cách đầy đủ. Nếu thắc mắc gì thì hỏi các thầy cô phụ trách của lớp mình nhé.